Đây, xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Và các bác sẽ xem tiếp video tiếp theo của Tất Thắng. Đây là ngôi nhà của... Nhà ông này tên là gì nhỉ? Thụ, Lý A Thụ. Đây là một ngôi nhà mà ở đây lập bằng gỗ. Và ở trên đỉnh cao nhất. Châu bị sao? Hả? À, bộ sẹo à? Trâu như trâu rừng luôn nhỉ? Không sấn sẹo gì à? À, sấn một con này thôi. Tí là Thắng quay ngôi nhà của họ cho xem. View này đẹp nhỉ? À, chỗ này đá này. Trước có mấy nhà đây này. Ui ôi, ổi to nhờ, cây ổi này. Có mấy cái nhà đây này. Ở chỗ nào? Đây, kia một nền nhà, đây một nền nhà, dưới đây một nền này. Thế sao lại không à? Ngày xưa ở đây là đi rời đi tận Nam rồi. À, thế còn đây, ngôi nhà. À, còn mỗi nhà này, đi Nam hết rồi hả? Nam hết rồi. Đi Đắk Lắc đấy á? Đắk Lắc đây. Ôi dù. Đợt đấy là từ năm 2004. Là đây là nhà họ đây. À. Đây á? Đây là một cái nền nhà này. Thế bên này một nền nữa. Hai nền. Cây rau ngót rừng như thế nào không nhỉ? Không phải. Đây có mấy cây ổi đẹp đấy. Cây ổi này này. Đây này. Cây này to đây. Còn đây không? Không nào đánh. Cây ui mà đào, đào bên đây. Bên kia nhiều đào lắm. Cây đào á? Ồ, toàn đào cổ thụ. Thế à? Ui rồi. Trâu làm gì đấy? Đa sẹo rồi. Sấn sẹo à? Thằng kia đang cười. Bóc kẹo cho con ăn. Bóc kẹo cho. Ở đây Vinam theo. Căng đét. View luôn này. Ở đây sướng ấy nhỉ. Mát vẻ. Đây ngủ. 4G lên đây. Nhà đang sấn sẹo. Đấy, đi vòng ra đằng sau vào nhà xem. Cả chó. Trong nhà đây à? Đấy, nhà đây. Ôi dồi ôi. Nào, ăn đi. Nó tha à? No. Em là ở là lấy chồng về đây là năm bao nhiêu? Không nhớ à? Chị Pâu à? Không nhớ ngày nào. Ôi. Đây không khỏe rồi. Căn cước thì chồng bảo 94. Chồng căn cước là chồng bảo sinh năm 94 á? Đấy. À, thế ông nội đi lấy chồng thì 19 tuổi đi lấy chồng rồi. 19 tuổi. Đấy. Thế là dắt đường nào về? Đi theo cái đường kia. Đường bên này á? Đấy. Bên vách đá này sang về á? Đấy. À. Ủa, bao tiền? Ông nội đi trả tiền cho bà ngoại thì bà ngoại lấy 5 triệu thôi. 5 triệu thôi à? Lấy 5 triệu thì tiền thì thịt thì lấy 5 cân. Thịt lấy 5 cân. Rượu thì 5 lít thôi mà. 5 lít rồi. Đấy. Thế rẻ thôi nhỉ? Đấy. Thế là lấy nhậu lấy về đẻ ra được bao ngày rồi? Ba đứa này rồi. 4 đứa. 4 đứa à? Còn à còn một đứa mà bảo bị gãy chân ông là bây giờ phải cho xuống ở cùng ông đấy gì? À. Đau chân thì sáng nay bảo đi theo bà ở dưới. Thế à? Hai mẹ con mới lên. Thế à? Trước đâu rồi? Trước ở theo bà dưới thôi. Thế ông đây là ông à? Đây là ông à? Đây. Ông giờ xuống rồi gì? Ông chắc một tí ông mới xuống. À. Ông này là 10 đứa con đây à? Là đẻ ra cả chồng em đấy đúng không? Này cả thụ này cả đây không kệ nó ngã cho nó mới sấn sẹo trâu. Như này không sấn được đâu, như này phải tôi bảo này từ từ buộc một cái cây xà nữa sang cái cây này thì nó mới không lao được vào đây. Ở các ông này đúng là tôi dạy cho này. Buộc một cái cây xà sang cái cây kia. Ở kệ cái gì đấy nó làm đấy à. Làm luôn. Chạy qua cho bạn. Đấy. Hả?
Ao. Cho mày. Sợ dây luôn. Cho mày. Ai một kia nó cho chồng ăn đi. Sấn sẹo trâu được ấy. Vào nhà xem nào. Đi vào nhà xem nào. Cỏ đi vào nhà đi. Ừ. Đó. Ừ, nhà đây à? Đấy, nhà đây. Ừ. Nhà thì bẩn quá rồi. Nhà thì bẩn quá rồi à? Sang dưới lao rồi. Nó coi gì kìa. Còn như này là không phải lại kìa. Nghe. Để... quả mang là được ấy nè. Đâu? À, mới lấy về à? Đấy. Đi đào đấy đâu ấy? Đúng không? Một cái đúng không ạ? Một cái to đấy. Ừ. Đây là cối này để xay xay ngô à? Đấy. À, anh khám phá cái cối này cái xem nào. Mình đựng gạo ở dưới kia lên à? Cái quả này, quả cối xay này. Cái này ngày xưa là ăn ngô là phải bằng nghiền bằng cái này đây đúng không? Khoan là phải dùng ngô cái này hết. À. Cái này đưa được xuống dưới không nhỉ? Hử? Dưới kia có cái cối này á? Ăn ngô thì lấy cái này đi xay. Ăn ngô là lấy cái này đi xay à? À. Đến mùa kia là có điện à? Hay mùa này có điện không? Có thắp được điện không? Không có điện đâu. Thế à? Nóng quá thì không có điện đâu. Lập bằng cái này có ấy không? Hả? Lập bằng cái này nó có rột không? Không rột đâu mà. Không nổ. Ờ thì không rột đâu mà. Thế à? Đi xuống ở dưới thì không sửa đâu. Ờ. Nếu mà được đi xuống dưới kia ở là không sửa đâu đúng không? Đấy. Ừ. Đi xuống dưới ở thì con trâu đi nghịch thì... Trâu nó chui vào đây á? Đấy. À. Ừ. Châu của ai? Không phải của nhà mình đâu à? Không, mình không có đó. Mình không có châu nào á? À? Mình không có đó, không nào. Mua hai con chết hết thì không mua đó. Thế á? Con châu thì của ông. Của ông khô, của ông bà. À, châu là gửi đây thôi à? Không phải của nhà mình à? Không phải của nhà mình đó. À. Châu của ông bà thì thả ở đây mà. Thế à? Dưới thì không có cỏ ăn đâu. Châu của ông bà là thả ở đây. Ừ. Thế bảo là đứa kia cho xuống ở xong mà nó toàn đi học, nó là toàn trốn về à? Đứa con trai mới trốn về đâu. Nó không học à? Đấy. Nó bảo sao? Không biết là không nổ, đưa đi thì trốn về thì hôm kia chồng đưa đi thì không học. Sao nó không học? Chồng đưa đi thì mới học. Thế đi à? Theo hai đứa chị thì không học đâu. Sao? Cứ đi đến đường thì về. Cứ đi đến đường là về á? Đấy. Ngày á? Đấy. Ừ. Không thích ngồi cùng cô giáo à? Không thích. Đi vào lớp thì về. Vào lớp nó không nghe à? Đấy. Nó nghịch à? Không, đi vào lớp thì tự về đây. Bỏ về á? Đấy. Ờ. Đi học rồi. Nó cứ đến nửa đường là nó lại bỏ về. Đấy. Thế chồng phải đưa đến tận lớp thì chồng nó mới... thì mới học luôn mà. Nó học nó biết cái gì chưa? Không biết đấy. Hả? Không biết đâu. Mình có biết chữ không? Mình thì không học đâu mà. Ừ. Mình không học nên là con nó có học hay không nó cũng không biết mình đúng không? Mình thì không nổ, bố mẹ không cho học đâu mà. Thế à? Bố mẹ không cho học của số khẩu của bố mẹ thì mình không biết tên đâu. Thế à? Đi lấy chồng thì đi ra xã đi cắt xã. Ờ. Lúc đi lấy chồng là không có tên. Thì xã có tên thì đi lấy cấp học của xã đâu mà. Ừ. Cái này cấp. Giờ làm cái gì? Lấy lòng kiểu nào đấy? Rửa đi, bổ ra luộc thôi, hầm thôi. Cho một nồi to, có nồi to nào? Mỗi cái nồi gì vậy? Một cái nồi to đi nấu cơm rồi. Bỏ cơm ra. Bỏ cơm ra. Lấy lá chuối về. Ừ. Lấy lá chuối. Để cho một tí lấy cơm ra. Em đi lấy lá chuối xong rồi một anh sao? Lấy cái này để hầm đây. Đây là chồng đây đúng không? Vâng, lấy chồng. Ừ. Đây. Nào.
đánh gián nữa. Ừ. Không, đánh gián thì đưa về đau chân không được. Ừ. À. Thì cho thằng A-Keng ăn thôi. A-Keng ăn đi. Thằng này không học à? Thằng này toàn bỏ học về à? Thế đứa chị học không? Hai đứa chị đi học hết rồi mà. Ừ. Hai đứa kia là đi học gì? Đi học tiếng phổ thông thôi gì? Tiếng phổ thông thôi, chưa phải là học chữ đâu. Học chữ đâu. Hết. Đi học tiếng thôi à? Gọi là nói được tiếng phổ thông ấy. Chứ chưa biết tiếng phổ thông. Biết gì? Chưa biết cái gì đâu, chưa biết tiếng đâu. Thằng này cũng đi học tiếng nhưng mà không học đây à? Thằng đứa chị là đi học tiếng cũng học. Biết nói tiếng chưa? Cháu chào bác. Chưa, đừng có hỏi. Cũng không biết gì à? Bánh anh hỏi còn không biết gì. Bánh có ngon không con? Con mặt trẻ là tao bắt được con đâu. Chị bầu hài hết rồi. Đây bột canh đây, em ơi. Chị hôm nay anh Thắng mang bác Thắng mang rất nhiều đồ lên nhá. Bánh rán này, bánh kẹo ăn này, thịt ăn này. Đây là thế ông bố này là dưới kia được xây nhà hay như nào? Xây nhà rồi. Năm kia là cái chương trình 1953 của đây xã hội hóa thì cái chương trình 1953 làm cho một cái căn nhà. Nó bảo là vợ nó bảo là đây không phải là trâu của nhà nó đúng không? Không, đây trâu của ông bác. Ông bác là ông khu. Đây à? Ông khu bên kia. Ông này không có trâu đâu. Nhà thằng Thụ này không có con trâu nào à? Không có. Có dê không? Dê có ba con. Ba con dê. Ba dê à? Thế đâu dê đâu? Dê thế à? Ai dạ, cái máng nước về ghê nhỉ? Thằng này bắt được cái máng nước ác ấy. Cẩn thận lên kia đổ đi nhá. Thế này à? Từ đây đi sang Tuyên Quang có xa không? Đi có dốc không? Bóc bánh cho nó. Thế có bốn đứa con à? Đi học tiếng. Trên này nắng nhờ. Thôi thì anh em ở đây đi hái một ít. Đến đây mấy giờ nhỉ Thắng nhỉ? Không nhớ. 10:15 à? Ở kia đồng hồ kìa. Nó rong gì đấy? Gói cơm à? Gói cơm xong mình lấy cái nồi kia. Luộc cái này thôi. Thế là mấy đứa đẻ này, này đều đẻ ở đây hết à? Đẻ ở đây hết mà. Thế không à? Ra viện đâu mà. Không ra viện à? Đâu phải ra viện. Không ra viện đâu, ra viện thì khó quá. Cứ đâu vùng họ cứ đi, hồi đi suốt. Thế à? Thế là đẻ thì ai hộ? Mình khắc hộ đâu, không có ai hộ mình đâu. Đúng là cuộc đời mình khác đẻ, mình khác hộ của mình thôi. Không ai hộ mình á? Không có ai đâu. Quá nguy hiểm. Ba lần gì không ở nhà. Ba nhà ông này tiếp bên kia kìa. Ông nào đẻ ra là ở sắp đẻ về đây. Tiếp bên kia kìa. Những con này. Có gì cần chơi. Ủa ông, xa quá. Kiên thì mình khắc rể đâu mà. Đứa nào là tự ấy? Cái thằng đang ngồi đó. À. Quá nguy hiểm nhỉ? Khắc gì bỏ? Này bắt đầu mới đến. Đến tại thế ở khu này nó có lợn rừng không? Không
có lần mà. Trước kia có, vẫn có ở trên kia, vẫn có bên đợt bên kia vẫn chắc có mà. Chắc là có, mình không thấy. Mình không, mình không đi vào đó mình không thấy à? Đấy. Ừ. Này có nồi cơm này xong rồi bây giờ. Bây giờ mới lấy nồi này luộc thì thôi. Bây giờ phải lấy cơm ra để không có nồi. Để lấy cái nồi này còn tí nữa còn nấu thịt. Đổ úp bát xuống kia. Thơm nhỉ? Thơm đâu. Mỗi lần là lấy gạo thì lại phải xuống dưới kia mua xong vụi lấy lên đây. Khác làm ở dưới kia. Dọn ruộng đây. Với bà cái gì? Đấy. À, trước đây mượn ruộng dưới kia vẫn để đây xuống dưới kia làm. Đấy. Mình làn 4 thửa mình khất mua đó mà. Thế à? Mình làn 1 thửa của bác mua đấy. Ừ. Cho bác miếng nào. Xin miếng. Rồi, nào. Ui giời. Cho bác đi. Ồ giời. Cần quá. Ngu quá. Đi học thì ngu quá. Đi học không biết tiếng à? Đi học tiếng. Đi học tiếng rồi nhưng có phải là đi học chữ đâu mà. Chỉ cho đi học tiếng thôi đúng không? Thế ở nhà mẹ có dạy được tiếng không? Mẹ dạy cho thì không biết nói đâu mà. Thế bố có biết tiếng không? Bố bố biết ít à? Đây là nhà của em ấy đây, em Thụ đó. Hai vợ chồng là ở trong cái này và các con các cháu. Bây giờ ở đây thì bố đã được ở sang bên kia được địa phương bên cái vách bên này, vách bên này đấy, là ở được vài năm đây rồi, vài chục năm rồi. Còn nhà em ở hơn 20 năm rồi. Thì nhà em này thì theo Thắng lên đây thì là nhà không có gì và có 3 con dê. Đó, rất mong rằng là có cô bác nào xem. Tất nhiên thôi thì gia đình nó cũng còn trẻ nhưng mà để thế hệ 3 cháu, 4 cháu nhỏ đi xuống dưới kia để học. Thì bây giờ là có 2 cháu là lớn rồi nhưng mà gửi xuống cho ở cùng với cả ông bà. Đấy. Mà ở này thì nó khổ quá. Đấy, cuộc sống nó vợ chồng các bác thấy đi lại cuộc sống nó cũng khó khăn và gia đình đấy. Bác nào có thể thương các thứ thì giúp hộ gia đình đó. Một là phát triển về kinh tế cho con dợ, con dê, con lợn, con trâu đấy. Đấy, còn đâu là đất thì ở dưới kia xuống thì có thể làm một cái nhà tạm đó. Khoảng 60 triệu hoặc là 40 triệu, 50 triệu đấy, tùy vào cái ấy để cho bà con và trẻ nhỏ đi học đi hành. Còn ở đây như này thì muôn đời. Thắng đi vượt qua một cái cánh rừng rất là lớn mà họ ở đây với cái cuộc sống quá là thô sơ. Với cái thời buổi bây giờ các bác nhìn ở dưới Hà Nội thủ đô rồi là ở các thành phố hay là ngoài ngoài Hà Giang thôi hay là ngay dưới khu trung tâm xã này thôi, đã cuộc sống nó đã khác rồi, tivi điện đóm đầy đủ hết, mà cuộc sống ở đây thì cái nhà không ra cái nhà đấy. Mà vẫn cứ ở quá là khổ. Nhà dưới kia là nhà ông bà cụ kia thì là cô Dự, cô ấy đã điện cho Thắng. Cô đang muốn là giúp nhà cụ, ông bà cụ đấy. Đói nhỉ? Đi thấy đi này mới thấy đói. Ở đây mạng lại căng đét nhá. Mạng sóng đây là mạnh đấy. À,
kiểu nó ở trên núi cao này, nó lại xuyên ra này. Mạng. Thế nhà em là có mấy anh chị em? Nhà bố mẹ em ấy, đẻ ra mấy người? 4 người. 4 người. 4 người con gái. 4 người con gái. Thế con trai? Con trai thì 9 người. 9 người? 9 người thì mất 1 người rồi. Còn 8 người, tổng 12 người. Hả? Okay. 12 anh chị em. Thật không đấy? Con biết đếm không? IOP Rau Siêu bao nhiêu? Hả? Rau Đường Thái. Ờ, thế 11 thật đấy. Hả? Sợ thật. 5 người, con gái thì mất 1 người rồi. 5 người. 4 người. Thế còn con trai? Con trai thì có 8 người, 9 người thì mất 1 người, có 9 người. Ừ, thế là 8 mới cả 4 là 12 người. Ờ, 12 anh chị em là út à? Không. Thế à? Út thì đi làm dâu ở Kim Linh. Kim Linh à? Đi làm dâu ở Kim Linh à? Chỗ nào đán dầu 2 à? Phải đán dầu 2 không? Vé. Hả? Đán dầu ở kia. À thế à, đi cũng đi làm là, dâu ở đán dầu á? À? À, đứa nào nhỉ? Tên là gì nhỉ? Lấy. Lý thì Giang. Phải lấy thằng Mạnh không? Thằng Minh gì không? Không. Lấy thằng chồng tên là gì? Lấy chồng thì chồng thì không biết đâu. Con gái thì lấy Giang A Cánh. Giang A Cánh à? Giang A Cánh. À, thế. Một đứa thì Giàng A Pà. Giàng A Pà đi lằn rau ở Long Càng thôi mà. Đi xuống Mỹ Bằng ở rồi. Mỹ Bằng á? À? Đi theo con, đi theo bà ngoại đấy. Đi xuống Mỹ Bằng? Đấy, đứa con cả đi theo bà ngoại. Mỹ Bằng là quê của anh đấy. À, đi xuống tận Mỹ Bằng ở cơ à? Xuống thôn Mỹ Hòa. Phải Mỹ Hoa không? Vâng. À, đi theo xuống dưới đấy ở rồi. Vâng. À, là một. Đi hồng lụi đi theo đứa con cả, con trai cả đấy. À. Đứa con trai thì bố mẹ đi theo con cả đấy. Ờ. À. Thì bà ngoại của mình thì ở Long Càng. Bà ngoại ở Long Càng. Vâng. Ây dạ, thế đi cũng có người đi xa nhỉ, đi tận Mỹ Bằng cơ. À. Đi theo con đi theo bà ngoại thì đi theo con đi. À. Một đứa con cả thì đi theo con cả đi. Ừ. Thì đi tận về Mỹ Bằng quê mình ở. Tự nhiên thì... này có duyên đấy nhỉ. Đi ở Hồng Lụi thì đi Mỹ Bằng thì dễ mà. Dễ à? Mà. Ừ. Trong thằng Hồng Lụi. À. Áo chưa có to. Nên là Hồng Lụi rồi. Ta hẳn chạy. Lớt tôi ở Mỹ Bằng gì này. Thế bố chồng là Han Tâu Sùng bao tuổi rồi? Rồi á? Ừ. Sinh 73 mà. 73 á? Vâng. Sinh năm 1973 ạ. Ừ. À, thế là cũng nhiều tuổi đấy. 10 người con cơ à? Vâng. 10 người con thêm thằng phụ. 5 đứa trai, 4 đứa con gái. 5 đứa con trai, vâng. 4 đứa con gái. Ừ. Thế là 9 đứa thôi. Một đứa tuổi à? 9 đứa con. À, 9 đứa con. Chạy! 9 hay 10? Còn dưới hết rồi. Xuống. Ừ. Xuống đi. Kệ nó. Thằng ấy là lười học hơn thằng con chị à? À. Chị chịu khoa học hơn à? Chịu khoa học mà sao hỏi chẳng biết gì. Nó đi học được bao lâu à? Vừa mới đi học à? Được mấy hôm à? Anh công an lên bảo đi học đúng không? À. Đi lần giấy trước, đứa con trai đi học trước mà. Có giấy khai sinh chưa? Có mà, giấy khai sinh thì mang ở dưới hết. Thế à? 4 đứa đi lần hết rồi. Ừ. 4 đứa đều có giấy khai sinh rồi gì? Có người khen. Thế ngày xưa lúc ấy là lấy chồng là về đây có khổ không? Mình đi làm con gái ở bên ngoài đi làm ăn không mà. Bên làm con gái cũng khổ như này à? Cũng như này à? Đấy. Thế về đây cũng thấy như này là bình thường thôi. Bình thường không mà. Thế nên là về đây cũng không thấy khổ. Đấy. Ừ.
Ở đây buổi tối có sợ không? Không sợ đâu. Thế à? Chồng đi xuống dưới thì hai mẹ con khác ngủ không sợ đâu mà. Thế à? Hai mẹ con khác ngủ luôn. Thế à. Không sợ hổ vào à? Không sợ đâu. Ừ. Đi Phát Nương xa thì hai mẹ con khác ngủ không sợ đâu mà. Phát Nương xa á? À? Sang cả Tuyên Quang Phát Nương đúng không? Đi Phát Nương bên kia kìa, đúng không? Bên kia không nổi đi theo ông bà đi Phát bên kia thì hai mẹ con khác đi ngủ không à? Ngủ ở đấy á? Ngủ Phát Nương đây. Đi ngủ ở Nương á? Đây. À dạ. Làm ở nhà lều ấy. Đấy. À dạ. Mưa thì khác ngủ luôn mà. Ừ. Chồng về, ông bà về mình khác ngủ luôn mà. Thế đó. Thế à? Thế à? Sao mày không? Thế làm sao mà quen được chồng ở tận bên này? Quen được thải. Hả? Đi quên điện thoại á? À? À. Thả châu à? Thả châu gặp à? À. Đi quên điện thoại đó mà. Thả châu nó gặp. Thế là chăn châu là gặp luôn. Là thích luôn. Ai da. Mang này được đấy. Kia đó. À, hái rau về rồi đấy à? Rau gì đấy? Dừng. Thôi, lấy cái củ về nấu cái này thôi. Cả cái tím tím này á? Tím tím này ăn được á? Ăn được mà. Nấu canh à? Ừ. Vừa đi hái về đấy à? Chuyển hết sang nướng đúng không? Nướng hết tất cả cái đầu đấy à? Ờ. Sợ thật ở này thôi chết ở năm hai mấy năm này anh còn nhớ là cái lúc là đội này nó ở đây là anh còn có mười mấy tuổi thôi anh còn lấy xong mà anh lên trên này lấy xong mây đi bán mà thế à? Lúc đấy anh đang học lớp 6. Ừ là bố mẹ nó đã ở đây rồi bố mẹ ở đây rồi ờ đây là thì khó quá. Được rồi. Đấy, canh rau rừng. Rau rừng đây à? Vâng. Nấu xuống nấu mấy cả xương à? Vâng. Đây là kinh quá nhỉ. Đồng hợp ấy. Vâng. Đấy là người ở cữ toàn ăn kiểu này luôn. Người ở cữ là ăn rau này à? Vâng. Gái đẻ. Đấy. Anh chuyên nhặt những cái món này luôn. À, chuyên nhặt tổng hợp à? Tổng hợp với lại bà đẻ các kiểu. Thuốc tắm anh chiến đấu hết. Người Mông mình có biết ăn cái rau này không? Nghề Mông thì không ăn đâu, để con thì ăn hạt tiêu suốt đúng mà. Ăn hạt tiêu. Nếu mình ăn hạt tiêu á? À. À. Nó làm gì? Ấm người. À. Tiêu mới dùng à? Riêng dân tộc Dao là riêng nữ đẻ một phát nhá. Ừ. Là phải đập quả trứng cà ta nhá. Ừ. Đập quả trứng nấu canh gừng là ăn ngay lập tức rồi đấy. À. Đấy, lúc con lọt lọt để con ra thì uống hạt tiêu trước à? Mình hôm đấy là uống hạt tiêu à? Đấy. Ừ. Ăn mì tôm không? Không ăn đâu. Ừ. Tháng thì không ăn. Nhưng mà mông vẫn giấu mình một bài thuốc đẻ như lúc vừa đẻ phát là có một cái bài riêng ô chú là còn chưa bảo nhá. Yeah. Mất mấy con gà chưa thấy bảo cái bài đấy. Ừ. Bài gia truyền của Mông này. Ừ. Ok rồi. Ừ. Cái này đi Lâm Bình là sang bên này anh. Cái này sang bên kia là sang đất Lâm Bình rồi. Thế à? Sang đất Tuyên Quang mình đấy. Ừ. Cái tỏ cũng gần thôi nhỉ. Gần. Thế còn nhà của chú này mà đợt trước ở đâu? Qua cái cây khe, có nghĩa là nhìn cái khe nào trên kia cây to to ấy. Cây tùng la hàn đấy à? To đấy, tùng la hàn đi vượt một xuống một tí là đến luôn cái nhà đấy. À. Cái cây bảo mấy người ôm kìa. Đâu? Thằng tưng kia. Thằng tưng kìa. À.
trắng muốt kia đấy à? Thụ luôn đấy. Không phải bé đâu, đi vào. Cây chết rồi sao ấy? Úi giời. Hả? Sao được? Kia mà cây trắng trắng kìa. Thẳng tưng đấy à? Tưng. Nó xong rồi cái cành nó lá nhiều quá nó bị gãy. Thế à? Thế này, tùng cho có cái tùng la hán ở đỉnh kia đó này. Đỉnh. À. Đã leo đến đỉnh đấy bao giờ chưa? Úi giời. Anh đi từ bên kia lật sang bên này, xuống bên này này. Xuống lên, xuống lên, lên. Bọn anh phải đi tuần rừng á? Đó. À. Lên đúng từ cái cây tùng lá nhiều lá lên rông kìa. Lên đỉnh. Đấy cây đông. Cây nhiều lá kia là cây tùng lá à? Tùng lá mà. À. Đi xuống thác đẹp nhất là phải đi đường này. Đường nào? Đường này. Từ dưới à? Kia lên một phát ra kia là xuống từ trên là xuống một phát là có cái theo cứ theo cái suối đi. Ờ. Suối đây ngày xưa các cụ bảo là suối dòng đất. Ừ. Đẹp. Suối dòng đất là suối như nào? Ngày xưa nó có con kỳ đà nhiều. Con suối nhiều cái đá nó cứ gần giống như cái con kỳ đà ấy. Kỳ nhông này, con nhông. Ừ. Ừ. Mà ngày xưa cái suối đấy cũng nhiều con đấy như thật. Ừ. Không phải ít. Đi thì sẽ đi ăn thịt không uống rượu đâu. Phải uống chứ. Uống nhiều người ta mới không đau bụng thôi. Đi ra xá đi mua thuốc mấy thì mới nhớ đấy. Đấy, xuống dạ dày tí nữa lấy cái cây kia kìa. Cây nói luôn đấy. Dạ dày uống cái cây nào? Cây rau hùm ấy. À. Lấy cái củ nó về sắc xong phơi khô lâu lâu mình lấy một tí cho vào uống như củ trà nữa mà. Ờ. À. Cái này là chặt bao nhiêu cái cây vầu mà để chạy bắc máng từ đâu về này? Con dê ở trên này. Khá dài. Khá dài đấy. Con dê ở đâu? Quanh núi này. Tí vào cụ nó vui. Con dê thì dắt xuống mấy nhanh, phóng đi xuống dưới đến ở dưới thì nghề không ăn được thịt rồi. Nó mệt à? Nó mệt à? Đấy. Ừ. Thế là phải đổi giống đi à? Nó còi quá à? Thay giống à? Giống này nó nhỏ. À. Nó nhỏ quá, muốn lấy cái loại giống to. Thì anh đang nghiên cứu lấy cái loại to nhất lên đây. Giống to chứ, giống nhỏ. Lấy cái loại giống to lên đây để phát triển cái. Thế nhà này là nó nuôi nó lâu quá rồi nó bị lộn dê. Đúng rồi, nó bị kiểu là cái gì nhỉ? Lộn dòng ấy. Mẹ con lẫn lộn rồi đúng không? Nên là nó còn bé. Nó bé, đổi giống thì nó to. Nó được bao cân một con? Ừ, 30 cân còn thường. Không đi nữa, còn nếu mà to nhất đấy. Cái hơn yến. Hơn yến thì bé quá, giống bé. Đâu, nếu mà nó cái này con nhỏ thôi. Bán đi mua giống khác. Cái này về mình làm một bữa là xong. Người giao là hỏa táng mà nhỉ? Không. Hả? Không hỏa táng. Ừ. Lấy lan thôi, tí lấy một ít về. Phong lan á? Đâu? Không. Em không đam mê phong lan. Không chơi món này à? Không. Nhà này ở đây cũng sợ thật đấy. Hả? Nó lở một mảng đùng rồi kìa. Thế à? Rộng lắm. Ừ. Hết bãi nhiều. Còn khiếp. Như này thì có mà ở chỗ này chẳng qua hôm nay mình lên thời tiết nó trong nhưng còn đâu chắc quanh năm sương mù. Quanh năm sương mù mà. Ừ. Nhờ. Ngoài gỗ ra che thêm mấy cái tấm bạt nữa. Ở trước cửa có mấy viên đá phong thủy phết đây. Đây, ngoài này, bên này đá này. Chỗ này chính là thế đất đẹp ấy chứ nhỉ? Ờ, mảnh đất này đẹp ấy chứ. Mấy ông cụ ngày xưa ở dưới kia mới xấu kìa. Ờ. Cái này thấy đẹp. Mấy ông cụ để ở đằng sau kia là xấu. Chỗ này dựa thẳng vào cái lưỡi vào vách núi này. Đấy, nhìn nó xa. Ở trong này á? Toàn đá tai mèo. Ừ. Như thằng đồng văn luôn. Sau cái vách này á? Hả? Chi chít này. Ừ. Nhọn hoắt.
Hả? Được chưa? Cháy quá à? Cho một cái ván vào đây. Đấy, lấy cái ván kia ra. Đấy, xong rồi giải lá chuối ra. Không, tí mình giải vào kia chứ. Hả? Giải có một cái mâm mà. Có. Mâm thì làm sao mà ngồi hết được tròn. Đông người. Quả mâm ấy kìa. Mâm nào? Kìa kìa. Cái này đây. Nó giải lá vào. Nhưng mà ngồi không hết, phải giải cái kia kìa, giải lá lên. Đặt, đặt lên trên. Đấy, không cần. Khênh cái ván kia ra, đặt một phát vào. Thế thì rồi. Đấy, khênh. Khênh khênh cái ván này ra. Đấy, đặt đây. Đấy. Ờ. Đấy, giải lá rong lên, thái thịt phát là xếp. Thêm một cái nữa. Được hai mâm. Một cái được rồi. Không nhỏ đâu, anh bẩy hết. Đấy, cho lá chuối lên. Cho lên này á? Vâng. Đấy. Đúng rồi, đấy. Vừa tầm luôn. Một tờ rồi. Hai đi, cho hai đi. Cho hai tờ đi. Có nhiều, nhiều. Cái này để cắt thịt. Anh đặt thớt đây này, thì anh thái một phát xếp ra luôn. Đấy. Đấy. Đến đây ăn uống mới sướng nhỉ. Đời, đúng rồi. Nhiều lúc bảo nói mấy ông này khổ, không khổ đâu nhé. Đi chơi thì thấy sướng thôi. Mà đi đây, đây thì đời khổ lắm. Tìm cái thứ thái chưa? Thái rồi, chuẩn bị xào rồi. Thế xào đi, xào món gì đi? Xào cái này đi. Nhấc cái này xuống đi. Ờ, đây, đây, đây. À. Nhấc cái này xuống phần thôi. Nhấc cái này xuống đi, lấy cái này xuống. Canh kia kéo dừ rồi mà. Không phức chưa? Lấy quên không có chanh, chả cần lấy canh cho vào chanh. Thớt đấy sạch chưa? Cạo sạch bóng. Bọn này nó không bao giờ làm được cái thớt tử tế nhỉ? Nó còn cái thớt kia nữa kìa. Thớt này. Thớt kia là đồ củ đấy. Ôi, dưa to bẻ. Này, thớt này. To bẻ, to bẻ. Ô, đây rau này không nấu à? Xào cái kia xong, xào lòng xong mình xào cái này nhỉ? Ôi đừng, đồ đồ ấy để tí nó xé thôi. Đừng cho cái thớt đấy. Đừng. Nó để vào lòng sống rồi. Để vào đồ sống rồi đừng bỏ ra. Tí xé thôi nhỉ, cái này. Xé thôi. Đấy, nướng ấy, đồ nướng ấy. Đấy. À, xào lòng đi. Lòng xào dưa nhá, ít dưa nhá. Lòng ít dưa nhá. Lòng. Thằng Tài nó nấu cái gì nó cũng phải rơi ra một ít nó mới chịu. Mang quả tim từ dưới kia lên đây mà đến nó vẫn rơi ra được một miếng. Nó vẫn chạy được thôi. Vẫn sống. Nó trực tiếp mà. Là gì cũng chạy được. Làm thế nào như thế? Mang củi vào đây à? To quá chả? Thái to ăn mới sướng. Ngập bộ mày thôi. Thái bé bảo kiệt sĩ. Người Mông ở thế. To mà thế mà được ăn. Đấy, người biết nhỉ. Đấy, người Mông là cứ phải to. Ngập bộm. Thế nó bảo thái thịt mà bé mà nó bảo kiệt sĩ ngay. Đây, chân giò này. Wow, ý, miếng ngon không? Nó chui thôi. À, cho nó miếng thịt đi. Đấy. Đây, cho nó. Thịt đây. À. Đấy. Đi tay đi, đi tay à, đi. Rua tề à. Ừ. Ừ, được đấy. Thơm hương phức ấy. Có ướp gì không ấy? Chịu, ở đây không có gì ướp ấy. Không ướp gì à? Cứ thế là muối à, không? Muối. Không ướp muối rồi. Cái ốc lấy bát ra chưa nhỉ? Có. Ừ? Có hết.
Bỏ cái này lên đây cho nó đỡ bay hơn. Nhiều ôm mùng hơi mặn. Nhà nó dê bị lộn dòng thì nó bảo bán đi một con à? Gia đình mang đi bán cái canh. Được không? Hai tay xin bác nhá, bác mang cho mẹ ăn nhá. Ra đây, ra đây. Bác thắng cho rồi. Hai tay xin nhá. Ừ. Đây. Hai tay xin nhá. Về đây. Ra đây. Hai à, tay xin nhá. Ra, ra, ra. Nhé. Ôi. Bye bye bác nhé. Bye bye. Nào về đây. Nào nào. Đây, con. Nhỏ. Nó cay. Con thằng nữa đâu? Thằng thì đi. Ôi giời. Đây bỏ đi lấy miếng khác. Đây. Cho miếng này. Bỏ đi. Ôi nóng ấy, cầm miếng này cho nó. Cầm xé cho nó. Ôi giời. Từ. À, thôi đưa nó. À, ôi giời. Cho nó ăn đi. Không sao. Đây, nó đi. Thôi em ăn luôn miếng đấy đi. Tí nữa thằng lớn về đây, thằng kia về cho ăn miếng khác. Đây thịt này. Tha hồ mà ăn. Ăn miếng ấy đi, em ăn đi. Nó còn ra đi gọi nó. Lên đây bây giờ lại thấy lạnh chưa? Cứ lạnh không? Bình thường nhé. Lạnh lắm nhỉ? Ra đầu này nướng ngon ăn. Ôi, đứa kia nó lại ăn hết rồi đấy. Này. Này, này. Bác thắng cho. Nó tiếp. Cái này mình ớt khô mình cho vào. Như vậy dê. Đây đây, thái một miếng này dày này cho nó ăn. Thằng nhưng mà nóng quá. Lấy cái nguội nguội này. Mình lấy nguội mà. Ừ, mọi mình cũng đã được nữa. Đấy. Nóng lắm. Nóng đâu? Này, nóng đâu? Này, con. Về đây, bảo về đây cho miếng này. Này, cầm đấy. Đấy nó cay. Đang rửa tay à? Đưa lọ con này một trà lô đây. Cái con bẩn hết rồi. Mẹ. Kệ cái túi ra đi. Không kệ nó. Ba. Ngon nhỉ? Nó cay. Mẹ nó chạy đâu đấy? Hả? Cái gì đấy? Cái anh gì đấy? Sao thế à? Ôi dù, mẹ nó rơi đây. Mì chính à? Ui cho mì chính ít thôi. Cho cái âu này. Âu thì tí múc canh còn âu không? Múc canh thôi. Nó bảo giải cái này là không phải dùng âu nữa thằng thua. Rồi cho lên đây nữa. Chia ra. Ba chỗ mà. Ví dụ cho tôi đây này. Mấy người này làm như kiểu ăn cố. Cố cưới à? Đây. Có tụ ở thì nha lâu. Đứa này. Đấy. Vẫn chạy được kệ lắm. Giờ này nó vẫn sống. Giỏi. Thấy chưa? Tôi đi chạy lên mà buộc vào đàng hoàng về ăn xong thì dắt đi à? Cái này nó thấy là tí nó buộc đúng rồi, tí nó chạy đi rồi đi không bắt đấy xe máy mà đi này chìa khóa đây.
Còn đấy nhỉ. Nào, về về đây bác cho. Đây đây. Tiếp tục. Nào, chén thật lực. Ăn thật lực vào, ăn mạnh vào. Ấy giời, ăn khỏe không? Đói, lâu không ăn thịt nhỉ. Làm gì có thịt mà ăn. Không có đâu. Toàn ăn măng rừng ấy. Toàn măng rừng, măng riếc. Chú có làm miếng không? Dạ, dạ. Dạ làm đấy. Miếng đi. Đấy, đấy, há mồm mà. Ui dồi. Nào, há 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 mồm, há mồm. Ui dồi. Ngon. Ngon lắm. Ngon nhờ. Bằng. Thịt lợn luôn. Này thằng em, anh cho miếng. Nào há mồm ạ. Há mồm ra. Đấy. Đấy, phải thế. Đấy. Ngon không? Chưa đâu. Ngon. Ừ, ngon chứ. À, lấy bấm tay rồi. Đi rửa tay. Đúng rửa tay rồi. Đúng rồi. Ngon đấy nhỉ, nón tắt đi rửa luôn. Để cái bì nó ăn cũng sướng nhỉ. Ừ. Đây cái nành nó à? Đâu? Gia đình ta mà. Giống như ngày xưa mình. Nên ông cũng thoải mái thật. Cái ngày đầu tiên đi cắm biển bán biển. Sướng mà hút lên anh em xuống ăn được cơm. Thế là vận động để xuống phát là mang gà mang viết xuống dưới kia mổ ăn ôm. Ui dồi vậy sướng. Này có nhà ở rồi. Nó lại tôi tại không hút khả rồi. Đợt đây ông mang 4 con đấy, gà toàn gà trống đấy. Đây à, cảm ơn à. Ông này biết nhiều chứ nhỉ, bố con nhà này. Ông mặn, ông tài cho ít đấy thôi, cho mặn lắm. Rắc ít bột canh vào thôi. Nó mặn, ăn hại thận lắm. Anh sống mặn. Trên này đi, trên này chưa có thịt này. Đấy. Làm miếng tai đi. À, làm miếng tai nhá. Miếng tai ngon. À, giòn. Ngon đâu. Đó. Co. Đây, đây, ăn đi. Thịt bếp. Ừ. Cháu đây. Nào. Ngon đấy. Chú làm miếng tai không? Đây. À. Đây 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 đây. Là đây. Ừ. Làm miếng tai. Ừ. Quá. Thấy chưa? Rau xào đây à? Vâng. Thôi, chiếu tiếp này. Rồi, chạy rồi. Nó. Làm 4 miếng rồi. Nhức người. Làm tí ớt vào cái nó ấm cả người lên. Nó lạnh quá. Đây đây đây. Nào Mi Nhỏ ạ. Nào. Bác lại cho miếng nữa. Xin bác ạ. À. Ừ. À đây đây đây. Thằng bé đang đòi. À. À. Thịt à. Thả em xuống không bác cho miếng nữa lớn nè. Đấy. Ừ. Ăn đi, cũng sợ ăn đi ăn đi. À. Ừ. Nấu vàng nhà không có điều kiện mới không có gia vị mới.
miếng nào to thì thái. Miếng nào to thì gắp. Gắp luôn. Ngon đấy, đồ này nhìn ngon đấy. Nghe nói ăn chắc là nhiều ấy, rau rừng này, măng rừng này, đầu lợn này, chân giò này, ấy. Tim này, lưỡi này, dạ dày này, ăn này, phải phỡ này. Con lợn thì ăn từ đầu đến chân này, cái chân giò chả ăn từ đầu đến chân. Đây, măng đây. Măng rừng đây. Măng này tí có cho gì vào nữa không? Chú. Hay cái này đảo thôi. Đảo rồi. Không có. Ô, cái máy mày. Chú này lên vã hay có. Hả là? Có vẻ hấp dẫn đấy. Đấy. Chính là thịt đầu này mới ngon này. Đầu ngon như... Mềm nhỉ? Mềm ăn sướng lắm. Mình cũng chỉ thích ăn cái đầu. Đầu nhiều thịt phết đi. Nhiều như vậy cái đầu nhiều đấy. Dài cái đầu ấy là. Trời bắn nước chấm thì được ấy, của nó ấy. Cay phải biết. Cay quá. Sao ấy bọn trẻ con sao ấy? Nước chấm đã đời chưa? Cứ lên đây ăn uống với bà con sướng. Bà con được miếng thịt mình cũng vui. Bà con được ăn đấy. Chứ thực ra mình đi ra nhà hàng mình ăn uống nó khỏe phỡ là nó thừa bè bét. Làm gì bằng này cơ? Đây, ở đây mình nói thật, bà con cả tháng trời chả được ăn miếng thịt, vào đây thì bà con được ăn luôn đấy, mà mình cũng được ăn mà vui. Đi thì rừng nó khỏe người. Ngoài thành phố thì ăn uống giờ nó cũng bão hòa rồi các bạn. Để mà ăn uống được như này với những người dân mà họ vẫn là quý á. Về đấy. Anh cho sát vào đây tí này. Tí nữa đang bỏ cái thớt ra mà. Chia đấy nhỉ? Chia đêm. Bọn trẻ con nhìn thấy thịt sướng ấy nhỉ? Bảo mấy ông này đâu về cho ăn nhiều thịt thế? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Còn măng rừng rồi, mới cả canh xương với mức ra rồi. Chân giò mới cả đầu lợn. Ok đấy. Ờ, chó nhà nó như kiểu đi săn đấy nhỉ. Đây này, có gì? Có hàm bên này nó này. Đây. Đây. Nó bị gãy chân rồi à? Nó kẹp bẫy của mình à? Ồ, dê nhà mình dính bẫy nhà mình thế là nào? Thế à? Thế bây giờ kia gì? Gập chân kia rồi gì? Ao đã. Con dê này nó bị gãy chân rồi nên là. Mày gọi nữa lưu lo tôi ạ. Được, đi bục dưới kia tí ngồi xuống nhá. Sao nó gầy thế? Hay nó bị kẹp vào chân đấy nó không ăn nữa? Hả? Bảo nó bị kẹp chân đấy nó không ăn nữa, nó mà gầy thế. Không, lợn dê này nó không béo béo được. Thế à? Không biết bán, béo đâu. Gầy xuống không biết béo. Đây, cái món rau này mày từ từ ăn đây. Mấy loại rau này à? Nhiều loại lắm. Mấy loại là phết. Rau ba đẻ à? Rau ba đẻ.
trước cái thằng... Mà thì phát xóa mua tỏ thủ đi ha. Trước cái ông gì ở dự án của các tỉnh vợ đẻ con về tận từ Hà Giang về nhà anh bảo vợ bảo mẹ anh ấy thuốc uống thuốc tắm. Ừ. Đừng để đây. Đây tí nữa để vào lá. Đây rau ơi. Theo một ta ra thì nó tôi là ta nhập peo không kêu mới lòi à. Đúng rồi. Có ghế không? À nó đòi ăn thịt à? Đây. Đây. Nó thích gặm xương à? Ừ. Này, nó à? Nó đã đòi xương ấy. Ồ. Không ăn thịt nữa à? Cho cái miếng xương đây này. Đây, nóng nóng cẩn thận nóng. Đấy, xương đây. Đấy. Đàng hoàng là như nào? Đàng hoàng nó bảo ăn xong thì lúc nó đi xuống. Ăn no thì ngủ ngon đấy, đi xuống được mà. Đi xuống thì dễ đúng mà. Năm ngoái mình mới còn măng nữa. Này, đừng có đùa năm ngoái cái bộ này chả thế. Cái thằng thằng đấy thằng gì nhỉ? Lấy miếng xương kia cho nó ăn đi. Bố vừa mổ hai con rúi, đeo con nhiều mà nó chạy tung 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 rồi. Búng một tiếng rồi lên đây. Cả đi cả về á. Ồ. Mọi nhanh chất rồi. Còn nó đi. Ở đây nó xuống ba phút rồi. Thằng có biết cái đợt năm 2019 anh làm trung thu ở trên này. Sợ. Là anh gùi hai hộp mì tôm với lại kẹo kia thì mưa nữa. Hai đứa trong này thôi. Nhảy nhót xuống chỗ kia trơn nên mình bảo thôi. Thế về sau lúc sau hộp mình gùi lên bao nhiêu xuống. Rồi. Rồi ngồi đi. Cho bé ăn. Bữa lọ. Mấy à? Bữa lọ. Nó nó qua rồi. Lấy ghế lấy đi rồi đây. Nó buồn ngủ sao ấy? Không ăn thì khóc mẹ chứ à. Thì đưa cho anh ăn nhé. Đĩa này. Ừ, cơm. Ô, nó có liếu rồi. Hai trăm rồi. Bỏ cái muối ra đã, không thì tí. Trước khi ăn cơm anh em mình chụp kiểu ảnh đi. Anh sẽ chụp ảnh à? Chụp được đâu. Hai bát nước chấm đủ chưa hay là ba bát? Nhà này nhà mình không ăn ớt đúng không? Cho một bát nhé. Sao không ăn? Tìm cứ thấy ớt. Đây, các bác con làm chấm đi. Chất lượng nhỉ. Ăn mấy cả bà con nó vui sướng. Đây không phải gọi là mâm cao cỗ đầy. Nào. Không có bát không có đũa à? Nào. Nào đây, sao đây, nó đòi gì nữa đây? Hả? Khổ đòi gì cho nó biết. Mẹ cấu đi nha. Nó đòi gì? Nó đòi gì? Đi cống này. Nó buồn ngủ rồi. Cống đi. Gắt ngủ rồi. Mẹ cấu nhá. Nó ăn cơm đi. Được rồi, em ngồi xuống đi. Dạy ơ. Nó hả? Viên cái cấu rồi. Cấu rồi. Cấu. Nào, ngồi và ăn cơm đi. Nó mỏ à? Nó mỏ à? Đây. Ăn no rồi. No hả? No cho mù. Chán thịt rồi à? Ôi, ăn đi. Rồi, no ăn. Chị đó đây. Thú đi. Mời ba. Không rượu, không chè gì. Dạ. Anh em ăn cơm. Ăn miếng rau rừng đây. Đây, bát em đây rồi. Rau này ăn thử à. Muốn này chưa có bát đâu. Đây này. Cho bé chịu bé, cho bé đi. Kiên. Đây. Bát này trên đi. Đấy, bát đây. Ăn cơm đi. Đúng không? Cơm đi. Đó đây nha. Ừ. Rồi. Đúng ăn cơm nhá. Anh rồi. Ăn cơm nhá. Ăn đi. Rồng rừng ngon đấy. Ăn đi. Bảo em bé này ăn đi. Nó bỏ rán thì đâu không ạ? Rồng ngon lắm. Rau gì hơi đắng đắng ấy nhỉ? Hả? Đắng luôn. Ăn rồi thôi. Đó là được. Nhiều loại luôn. Rồng ngon lắm. Lấy một cái bát cho bé đi. Đây. Lấy bát nữa. Không lấy cái bát nhựa này. Không, chấm. Này. Này. Ngồi nghe nhá. Ăn đi. Rồi, nó mò xóa ra. Ngồi. Thì không khóc nhá. Bỏ ba vào đại chi hơn.
ăn đi. Không ăn à? No rồi. Hay nó không có tiền ăn? Tại không à? Mà nó có buồn. Không cần thú. Được không? Ăn mềm được không? Sướng nhỉ? Đi mệt nữa, ăn ngon. Đi mệt ăn ngon. Đã đây. Gia đình ăn nhiều thịt này bao giờ chưa? Chưa à? Ăn một chưa? Mất quá nát kìa bà. Cay quá. Không, tối nay mình về mình xin thằng kia ít ớt khô này về ăn mới ngon. Chụp ảnh cái rồi. Thuật chịu nói thua là đã. Đi rồi. Đi ra. Cái chỗ đi. Về à? Măng ngon không? Đáng ngon. Măng đáng không mà. Đáng ngon. Măng ngon bác. Măng đẹp quá. Nói bài cũng biết khoe chỗ chỗ lấy một phép cắt về. Thằng kia ăn ít thế thôi à? Ăn ít rồi mà. Ăn mấy tiền đủ rồi. Thế à? Cả đàn lợn ăn. Ăn thế là no rồi à? Ngấy anh cho mấy miếng chắc là. Ngấy rồi. No rồi, ăn no rồi. Ngấy chít luôn rồi. Ăn không được bao nhiêu à? Ngấy mấy miếng bằng này. Thằng nhỏ kia uống ăn tốt kìa. Nhỏ ăn tốt đấy. Để ở đây nhé. Không nghỉ nhiều một tí ớt hết nhé. Ăn đi, nào á. Nó cay à? Nó cay mù à? Nó cay mù à mà. Nó cay mù à? Ây dô. Người ta ăn nó nào không? Tết có ăn nhiều thịt này không? Không. Không có thịt à? Thì mua đâu mà. Đấy, bây giờ không mặc áo lên lạnh. Lạnh đấy nhỉ, trên này lạnh đấy. Ăn ướt vào thì nó lạnh mới được. Đây, bố ơi, thật nhỉ. Vẫn lạnh, vẫn toàn hồi nóng ngại. Ăn thịt này nhiều là nghiện đấy, đúng không? Nghiện là mai không có thịt nữa mà ăn đâu. Ăn đi. Không lo giả. Ngảo. Nhanh nhé. Nhà này không ăn tim à? Phải không? Họ giang à? Họ giang à? Lý. Lý à? Lý thì được. Lý ăn tim thoải mái. Chua đây là chán hết. Ừ. Ngon đấy. Chú này ăn yếu quá. Ăn đi. Chú kia ăn được có 2 bát cơm thôi. Yếu thế. Tưởng trên núi này phải ăn được 3 bát chứ. Tôm mình ăn thôi. Bữa này. Mình ăn sai đó. Nhiều đồ ngon lắm. Ngậm này, tài ơi. Này ăn no. Mình ăn được rồi nhỉ. Phần đấy mình ngậm quá luôn rồi. Nó được tái được. Ớt. Anh Minh này ăn ớt được đấy nhỉ. Cái tùa mò. Tài không dám chấm nữa. Thế là thấy kìa. Giống như thế. Sau một hồi ăn cơm xong thì Thắng chọn một cái mỏm đá ở đằng sau nhà của em Lý A Thụ này đấy, để nghỉ ngơi. Và khoảng tầm độ 2 giờ chiều thì Thắng và các anh em sẽ xuống. Mà qua đây Thắng rất mong rằng là nhà của em Lý A Thụ này sẽ có được những cái tin mà vui, hoặc là những cái chói sáng xuống đến cho nhà em đó, để em mới được hạ sơn. Qua một thời gian thì nói chuyện, thì ăn cơm, thì gia đình em mới nhất trí là cũng sẽ xuống dưới đó. Và ở dưới đó, nếu mà các bác nào giúp được nhà thì các em mới sẽ xuống để cho con cái đi học đó, và sẽ dỡ nhà chuyển xuống. Qua thời gian đây thì các bác nào xem theo dõi, quan tâm đến hộ gia đình nhà anh em Lý A Thụ này, thì các bác có thể giúp đó. Giúp đây không phải giúp vợ chồng em Thụ, mà giúp cho 4 đứa trẻ nhỏ nó được xuống dưới đó có một cái tương lai tươi sáng.
không thì cũng giống như bố mẹ không được học hành. Rồi ở đây các bác thấy rằng là trông chờ vào cái cánh rừng già này thì bây giờ nhà nước cũng đã cấm hết rồi, không thể khai thác hay là không làm được bất cứ một cái gì nữa. Ở đây chỉ còn thả được dê thôi. Thì dê nhà em là có 4 con. Có một con đực kia thì nó bị cái gì nhỉ? Con đực kia là nó bị kẹp cái cạm vào chân thì nó bị gãy cái chân ra rồi. Đó. Và con mẹ thì nó đẻ ra được 2 con nữa. Thì con đực kia thì em ông bảo là mấy hôm nữa cũng mang đi bán. Thế thì anh Minh thì anh bảo là thôi để đấy, mang xuống dưới cho anh Minh đó. Và qua đây thì Thắng kết thúc cái video của mình. Và cảm nhận qua gia đình thì gia đình rất là nhiệt tình, vui vẻ. Có cô vợ cũng biết nói tiếng phổ thông và rất là nhiệt tình. Và có 4 đứa nhỏ, 3 đứa nhỏ ở đây. Một đứa thì bị gãy ống đồng, đang ở với ông bà ở dưới kia. Đó. Bị hôm trước thì thấy anh công an anh ấy nói rằng bị gãy xương và được ở xuống dưới mấy cả bà, ông bà dưới. Hôm nay bố của em cũng lên đây. Đi lên từ sớm, sớm hơn Thắng. Thắng cũng lên từ sớm nhưng mà lên đến đây hơi muộn, tại vì Thắng đi túc tắc lên. Thắng xin chào và hẹn gặp lại các bác. Rất mong rằng sẽ có những cái niềm vui. Ôi giời ơi. Sau một hồi lặn lội, không phải một hồi đâu mà một ngày, giờ mới đến đây. Hồi là ngắn quá nhỉ? Ngắn quá, một hồi thì ngắn quá. Đấy, chuối chiếc các kiểu. Mệt lắm các bác ạ. Quá mệt. Tơi hết rồi. Toàn cảnh thôn Nậm Thuỏm này. Yên bình lắm. Tại nó không có điện. Nên thôn này có điện thì lắp đèn năng lượng vào thì chạy vòng quanh. Đấy, cái làng nó đi chạy từ đằng kia, từ cầu ngoài kia vào đây. Đấy, nhà nước đang đổ đường đến đây. Đến chỗ tay Thắng chỉ. Đang đổ rồi. Nhà kia phải bỏ ra ngoài đường đi nhỉ? Ừ. Đúng ra ngoài đường giữa không có nhà rồi. Mẹ nhìn nó đẹp. Xong là nhà, tất cả các cái nhà ở kia cho nó lên bên trên đường đi nhỉ? Ừ. Bên dưới đường không cho nó dùng.